Khuôn Yên kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin tối nay thứ Sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Trung Quốc liên tục gây hấn phòng không Nhật Bản. Mỹ và Nam Hàn thao dượt không quân lớn nhất từ trước đến nay. FBI cứu người bị bắt cóc theo lệnh băng đảng từ trong tù. Và Hiệp hội Bất động sản Sài Gòn lại kêu gọi cho phép bán nhà cho người ngoại quốc. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong một năm vừa qua, thì Nhật Bản đã nhiều lần phải huy động chiến đấu cơ của mình lên nghênh cản các phi cơ Trung Quốc với con số kỷ lục là 415 lần, hơn năm trước đó khoảng 30%. Điều này do tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng do cuộc tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh hiện nay. Các phi cơ cũng như tàu tuần duyên của hai quốc gia thường xuyên ghìm nhau quanh một chuỗi đảo không người ở, nơi mà Nhật gọi là Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia đưa đến việc cả hai bên cùng gia tăng ngân sách quốc phòng. Tổng số lần các chiến đấu cơ Nhật được nhanh chóng điều động lên không trung đã tới mức 810 lần trong một năm tính đến cuối tháng 3 năm 2014 so với 567 lần năm của năm trước đó. Đa số các vụ nghênh cản này là để đối phó với phi cơ Trung Quốc chiếm khoảng 51%, phần còn lại là với phi cơ Nga và 9 vụ với phi cơ Bắc Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn hồi tuần này đã cáo buộc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là có hành động khiêu khích quanh các đảo tranh chấp và khẳng định rằng Trung Quốc không bao giờ lùi bước trước các vấn đề chủ quyền. Cũng vẫn tin liên quan đến tình hình Đông Á, thì hôm thứ Sáu, Nam Hàn và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay, ngay vào thời điểm có sự gia tăng căng thẳng với Bắc Hàn. Cuộc tập trận mang tên là Mark Thunder, vốn được tổ chức 2 lần mỗi năm, sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng 4, với sự tham dự của 103 phi cơ và 1.400 quân nhân. Cuộc tập trận Mark Thunder lần trước diễn ra hồi tháng 10 và tháng 11 của năm ngoái, có sự tham dự của 97 phi cơ và khoảng 1.000 người. Các phi cơ chiến đấu loại F-15K của Nam Hàn sẽ hoạt động cạnh các phi cơ F-15, F-16 của Không quân Mỹ, cùng các phi cơ FA-18, EA-18 của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Cuộc tập trận sẽ chú trọng vào tình thế giả định, kể cả việc tấn công bằng vũ khí chính xác. Cuộc tập trận này diễn ra trong lúc các đơn vị đồng minh vừa hoàn tất một cuộc tập trận thường niên khác, vốn bắt đầu hồi cuối tháng 2 và bị Bình Nhưỡng cáo giác là để chuẩn bị cho việc tấn công Bắc Hàn. Một người đàn ông có con gái là biện lý chuyên truy tố các tay tội phạm hình sự dữ dằn vừa được FBI giải cứu sau khi bị bắt cóc và khủng bố trong 5 ngày. Theo giới hữu trách, đây là hành động trả thù của băng đảng đường phố có tên là Blues có hàng ngàn thành viên ở khắp nơi trên nước Mỹ. Có 5 người bị bắt sau cuộc tấn công bất ngờ vào khuya hôm thứ Tư vừa qua của toán giải cứu con tin thuộc cơ quan điều tra liên bang FBI tại một căn chung cư ở Atlanta. Bọn bắt cóc đã chụp hình ông Frank Arthur Jensen bị trói vào chiếc ghế và gửi đến cho vợ của ông, đe dọa rằng sẽ tra tấn và chặt ông ra từng khúc nếu như bà đi báo cảnh sát. FBI cho hay, vụ bắt cóc này có liên hệ đến việc con gái ông Jensen, người truy tố một chùm băng đảng tên là Kevin Milton, 49 tuổi, hiện đang bị bản án tù chung thân vì đã ra lệnh bắn một người khác vào năm 2011. Ông Jensen, 63 tuổi, không bị thương tích gì, nhưng cũng đang được điều trị tại bệnh viện sau 5 ngày đêm trong tay một nhóm người vô cùng nguy hiểm. Hồ sơ truy tố cho hay, thì Milton có một điện thoại di động trong phòng giam và thường xuyên liên lạc với giới bắt cóc. Giới hữu trách đã tìm ra nơi giam giữ nạn nhân bằng cách theo dõi các cuộc điện đàm này. Cuối cùng là tin tham dự một cuộc họp do chính quyền thành phố Sài Gòn tổ chức hôm 10 tháng 4, thì Hiệp hội Bất động sản Sài Gòn lại đưa ra lời yêu cầu nhà nước Việt Nam là bán nhà hạng sang cho người ngoại quốc. Bà Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Sài Gòn nói rằng Sài Gòn hiện có hàng chục ngàn người ngoại quốc, kể cả người Việt hải ngoại đang làm việc, sinh sống và học hành. Theo bà, thì lớp người này có nhu cầu mua một căn nhà thuộc sở hữu của mình để ở, trong khi rất nhiều căn hộ thuộc các khu nhà chung cư sang trọng cho đến nay vẫn còn bỏ trống. Bà Loan còn nại lý do rằng chính phủ Singapore cho phép người ngoại quốc cư ngụ thường xuyên tại nước họ từ 6 tháng trở lên được phép mua đến 4 căn nhà.
Tại cuộc hội nghị kể trên, thì đại diện một số công ty kinh doanh bất động sản cảnh cáo rằng rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã rút vốn khỏi các dự án bất động sản tại Việt Nam. Tại Sài Gòn và Hà Nội trong hơn 10 năm qua đã mọc lên rất nhiều khu đô thị mới hạng sang, đắt tiền và hết sức tiện nghi. Tuy nhiên, các loại nhà hạng sang này đã vượt khỏi tầm tay của người có thu nhập trung bình tại Việt Nam. Còn thị trường chung cư đóng băng lâu nay vì không có người mua. Vì vậy, theo Hiệp hội Bất động sản Sài Gòn thì cho phép người ngoại quốc mua nhà hạng sang thì mới hy vọng làm tan băng thị trường bất động sản. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin tối nay. Khôi Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.